Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với tin tức mới. Ngọc Anh rất hân hạnh khi được cùng các bạn chia sẻ những thông tin hấp dẫn nhất, thú vị nhất có trong ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu đến với nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi đến từ chúng mình nhé. Và ngay bây giờ, hãy cùng với mình theo dõi bản tin ngày hôm nay. Tỷ phú Hoàng Kiều có hành động gây chú ý giữa lúc Ngọc Trinh liên tục gây nóng mặt vì clip hư hỏng. Hoàng Kiều và Ngọc Trinh từng làm mưa làm gió vì chuyện tình chênh lệch đến 45 tuổi, cả hai bên nhau được 3 tháng thì đường ai nấy đi trong ồn ào. Cho đến nay quan hệ của cặp đôi vẫn khiến dư luận phải bàn tán. Vừa qua đoạn clip vị tỷ phú sinh năm 1944 gay gắt mắng chửi chân dài gốc Trà Vinh được chia sẻ rầm rộ trở lại, một lần nữa công chúng lại mỉa mai tranh cãi không ngừng về mối tình của họ. Sau chia tay, cả Ngọc Trinh và Hoàng Kiều đều không công khai thêm bất cứ mối tình nào. Thời gian qua, mỹ nhân vòng eo 56 dính nghi vấn hẹn hò Vũ Khắc Tiệp khi thường xuyên thả thính việc về ở chung, kết hôn. Đáng chú ý, loạt video hình ảnh mùi mẫn của cả hai còn khiến dân mạng phải nóng mắt. Vẫn biết Ngọc Trinh theo đuổi phong cách gợi cảm, nhưng nhìn cách cô nàng uốn éo tạo dáng có những hành động hư hỏng bên ông bầu gốc Nam Định, ai nấy đều phải sừng sốt. Giữa lúc tình cũ bị chỉ trích, chê bai vì cách ăn mặc tạo dáng phản cảm, tỷ phú Hoàng Kiều lại nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ những việc làm thiết thực. Ông không gây thị phi, ngược lại còn tích cực làm từ thiện cho quê hương dù đang ở nước ngoài. Sáng ngày 9 tháng 7, Hoàng Kiều chia sẻ loạt hình ảnh bạn bè thay mình tặng quà cho người dân nghèo trong thời điểm thành phố Hồ Chí Minh gồng mình chống dịch bệnh. Tình cũ Ngọc Trinh tâm sự. Hoàng Kiều cảm ơn Trung Nghĩa cùng các bạn ở Việt Nam đã phân phối hàng ngàn phần cơm giúp đỡ dân nghèo kịp thời trước khi lockdown hoàn toàn. Nhiều người nghèo chắc không chịu đựng nổi. Hoàng Kiều xin chia sẻ niềm đau cùng quý vị. Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho việc làm ý nghĩa của tỷ phú Hoàng Kiều. Mặc cho không thể về nước, ông vẫn tìm cách để san sẻ khó khăn với đồng bào. Đây cũng không phải lần đầu tiên tỷ phú Hoàng Kiều nhờ bạn bè phát quà thay mình. Trước đó khi tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, ông cũng gửi tiền về để mọi người giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ngọc Trinh lộ nhan sắc thật tuổi 32 sau khi chút bỏ lớp trang điểm, mặt mộc khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Ngọc Trinh vốn được biết đến là nữ hoàng nội y của showbiz Việt. Cô được xem là tường thành nhan sắc. Khi sau hơn 10 năm bước vào showbiz, nhan sắc của Ngọc Trinh không có quá nhiều thay đổi, thậm chí còn ngày càng thăng hạng. Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp Trà Vinh đăng tải đoạn clip mặt mộc trên xe ô tô thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Mặc dù mặt không có bất kỳ lớp trang điểm nào, gương mặt Ngọc Trinh vẫn rất sáng với làn da mịn màng, trắng sứ không tì vết. Nữ hoàng nội y tự make up đơn giản chỉ với một lớp kem chống nắng, kem dưỡng và phấn phủ. Sau khi trang điểm xong, gương mặt Ngọc Trinh không khác so với mặt mộc là bao. Có thể nói ở độ tuổi 32, nhan sắc của Ngọc Trinh vẫn khiến nhiều chị em vô cùng ghen tị. Dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ với Ngọc Trinh. Mê da chị Trinh quá, đẹp từng cm, đẹp xuất sắc. Mặt mộc xinh quá xếp ơi, da trắng nõn như da mông em bé. Mặt mộc da vẫn hết sức ưng ý, chị Trinh đẹp quá, là một số nhận xét của netizen thông tin trên đã khép lại tin tức vừa được tổng hợp mới nhất của tin tức mới cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi mong rằng các bạn đã có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi video hãy để lại ý kiến đóng góp và suy nghĩ của các bạn bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo